chị Nam biết không, hồi đó ảnh quen em á, ảnh viết thơ cho em á, ảnh mới nói với em á là nếu mà em mà thương anh á, anh là anh tự hào về anh á, là cái binh chủng là nghèo nhất thế giới. Ảnh là binh chủng không quân, ảnh là ảnh nói Kim Nhường á, nghèo nhất thế giới nhưng mà có tình yêu em vĩ đại nhất thế giới. Mà nếu em á, mà thương anh á, thì anh á, sẽ đưa em vào con đường hoa thơm cỏ cỏ lạ. Đóng coi có thiệt không? Hoa thơm cỏ lạ bây giờ cái đó. Em đi đó. Thì em nghe nói là đường qua thôn cỏ lạ, mình không biết đường qua thôn cỏ lạ là đường như thế nào. Ai ngờ qua đây, qua Mỹ ông dẫn đi dục báo thấy mẹ luôn. Trời ơi, em đi trên đường hoa thơm cỏ lạ đi dục báo là mẹ đi dục báo đó ông ơi, rồi đó ông kêu tôi ưng ông á, ông dẫn tôi đi trên con đường qua thôn cỏ lạ. Ông nói thì đó Mỹ á trồng cỏ bà đi trên đó đó. Nước nó tưới bà ướt mình á. Hoa thơm cỏ lạ. Quá đúng không? Ông ơi, ông nói tôi, ông cưới tôi, ông dẫn trên đường qua thơm cỏ lạ. Ai ngờ ông dẫn tôi qua Mỹ, ông dẫn tôi bỏ báo thấy mẹ tôi luôn. Quá, nhưng mà vẫn còn cái đó. Quá sao rồi má? Mày coi đó, mày coi ông nói vậy đó, mày coi bây giờ ông nói tôi bà nói gì vậy, vậy tôi dẫn bà đi con đường khác. Ở đường nào cũng bây giờ chiều tối tối tôi dẫn bà vô ballroom. Tôi hồi nãy nghe câu chuyện đó, dân tư kể, dân tư nó không có muốn đi Bạc Liêu á, nhưng mà sau này á là ai cũng muốn đi hy sinh đi Bạc Liêu, tại vì cưới được vợ đẹp, hy sinh đi Bạc Liêu chứ. Phải không tư? Sau này lính là phải là hy sinh đi Bạc Liêu. Thành ra từ cái anh nói là bị đi Bạc Liêu, sau này anh nói là được đi Bạc Liêu. Được đi Bạc Liêu. Được đi Bạc Liêu. Được đi Bạc Liêu mới cứ vợ đẹp chứ. Nguyện đi Bạc Liêu. Nguyện theo đại ca đi, dùng đi Bạc Liêu. Cái là những cái Bạc Liêu lớn kề thái, quay cái người đó đi thôi. Quay cái người tình nguyện. Rồi kìa đây nè, có một người từ hay gì đó. Mỹ Tho mà cũng nhập vào xuống Bạc Liêu kìa. Đấy, Thái ơi. Đừng nghĩ, tìm Mỹ mà chạy về tới Bạc Liêu nè. Còn người, còn một người này nữa nè. Còn một người này nè. Rồi, qua cô. Để đi qua đi, qua đi. Để qua con luôn. Nè, nè, Thái quay đi. Còn người này cô chỉ mày mè, mày subscribe điện á. Đây nè, đây một người này cũng chết đắm đuối vì Bạc Liêu nè. Còn nữa hả? Thôi. Thế nè. Đắm đuối vì Bạc Liêu á con. Mời đâu rồi, mời cái mười vô đi. Má, có con cầm ló nữa má. Xin xuống. Lại tôi nói con đường của tôi phải nói tôi có tiếp tới con đường của bà đó. Dạ, dạ, tiếp tới con đường của ba kìa. Quên sự bụi với bạn. Tiếp tới con đường của ba đó, con đường ba đi đó. Hôm nay có ai muốn xuống Bạc Liêu nữa không? Còn một đường mới xuống nè, còn một chỗ xuống đó. Đó, thấy chưa? Dạ, cười. Ở ngoại ha, hồi đó ngoại hứa hẹn, bây giờ ngoại hứa 10 năm nữa nha. Tụi con làm 50 năm nha. Rồi mẹ giữ đó nha. 43 năm mới mẹ, 43 năm. 43 năm thấy đều quá, thì chờ 45 năm mẹ. Lớn với ai mà suy tình đến nổi nha. Vậy tao ngâm cái bài thơ của một người mà đang suy về quá khứ xưa nha. Cái này của ai không biết. Tiết sương cũng trắng mái đầu, nhớ thầm quán nhỏ tìm đâu xứ người. Xuân về nhớ quá ai ơi, mượn dòng thơ thẳng mà cho rơi nỗi sầu. Hai cô giờ ở nơi đâu, chim xa cá lặng đẹp màu tình quê. Tha hương mỗi độ xuân về là bao nỗi nhớ mà tràn trề trong tim. Không biết ai nói chung. Không biết ai cả, ai làm hết vậy? Hả? Từ bữa nay cháu ra trường là ai vậy? Mi đâu có thấy ở đây hả? Mi đi rồi, đi Từ nhà tôi là cho em gửi cái
Chúc cho cháu vui. Cảm ơn cười quá trời, bữa nay quá trời. Quá trời vui hả mẹ. Giờ về vui quá mẹ nhớ bài thơ gì nữa không? Mẹ tặng thêm bài thơ gì. Con nhớ mẹ nhiều thơ lắm mà mẹ. Mẹ nhiều tặng thơ. Bữa nay có cháu nội quay phim nè. Nhiều thơ thì dạ. Phải rồi. Nhưng mà mình đọc chặt không ngay đề nó không hay thôi. Dạ. Bây giờ hãy ngoại hãy đọc hạnh phúc lên đây. Chị Sáu lại. Dạ. Đúng rồi. Đó, bài đó đó. Tôi muốn bài đọc bài đó. Trước khi mẹ đọc thì tôi xin giới thiệu về cái bài thơ đó. Thì ở đây là Việt Nam chúng ta là có một người là rất là nổi tiếng thế giới mà rất hạnh diện cho dân Việt Nam là ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh. Nhưng mà lúc trước khi ông thành tiến sĩ ở Mỹ thì ổng là tư lệnh không quân, tức là ổng là người đứng đầu của không quân tụi con. Mà thời ông Diệm á, mà ổng mới 28 tuổi mà đã làm tư lệnh không quân rồi. Mình mới biết là ổng giỏi cỡ nào. Thì tháng 10 vừa rồi, năm rồi á, tôi làm cái hội sư đoàn 4 của tôi tại đây. Thì tình cờ tôi gặp ổng trên Santana. Thì mình không mời ổng thì cũng không được, mà mời ổng thì ngại ổng là không đi. Tôi mới lại nói là ngày 7 tháng 10 đó tôi tổ chức anh em sư vốn về San Diego họp. Thầy có rảnh thì xuống chơi, vì tôi kêu ông thầy là tôi cũng học ổng. Để em gửi thiệp lên cho thầy. Nói khỏi gửi thiệp, cho biết ngày giờ địa điểm là thầy tới. Chứ cậu xong rồi cần gửi thiệp chứ. Và trước khi tới thì ông gửi cho bài thơ. Ông nói bài thơ là tôi sẽ tặng cái buổi đại hội đó. Thì trong không quân thì chỉ có chị Viên Phú là có thể ngâm thơ được thôi. Và chị Viên Phú là chị Quân Hòa là mẹ đọc lại cái. Dạ. Mẹ nhắc cái Dục quên cái đầu rồi. Nhắc sơ sơ cho mẹ đi. Cái đầu, cái bài mấy thơ ngày không cho biết trước, không giờ. Không giờ. Không giờ. Ca sĩ đi xô mà phải từ giật trước. Mới nhắc bài gì không hả? Cái bài đó thì thuộc rành lắm. Bây giờ nhắc sơ sơ đi. Nhưng mà không có cái đầu tiên là mấy cái câu. Nhắc sơ sơ đi. Không nhớ luôn. Mẹ chỉ nghe thôi chứ anh đâu có coi. Thầy Thái cũng cháu nội mẹ cũng surprise đó, tình cờ đó mà lại phải qua đóng phim đó chứ đâu có ai mà đây là anh Năm chị Năm cũng surprise không anh. Nãy giờ đứng là cũng họ người ta cũng hỏi này nó hay quá cũng hơi nó chưa ai sập hồng Nguyễn Hồng Nhạc chứ xin lên show cũng thích phim mấy đêm mất rồi nhớ cái đầu giùm mẹ cái là mẹ nhớ à mà hát có một cái là hồng chờ chút con chờ chút con chờ chút đi chơi ngay chỗ cái đầu giường của nhà ông Huệ đó có cái bọc trắng trắng đó ha, ở trong nó có bọc ni lông rồi có cái nến thôi rồi nha, coi như cẩm nang xuống đuối của mẹ đó, cái mấy đây nha, cái bọc ni lông rồi mấy gánh đâu qua năm xưa thì mộng bến bờ đúng ạ, đêm nay dừng bước sông hồ Liên Quan, thân chim đưa gió bạc ngàn, cánh lờ lất phất sương bàng bạc rơi, đưa theo mây gió đỉnh trời, kể cho nhau chút chuyện đời xa xưa, Tây Châu qua khói đương mùa, dừng trên quán vắng mà chiều mưa lạc đường, quần hào quý tử ngàn phương à, nắm tay dìu dạt hùng trương nghẹn ngào, mắt xanh tựa đón hoa đào, sơn ca réo rắt anh hào bâng khuâng, gặp nhau nâng chén rượu mừng,
nhớ xưa cất cánh bay tầng mây xanh, pháo đồn trận địch tung hoành, thiết xa phi đạn kinh thành ưu tư. Đêm nay điệp khúc tả từ, đêm mai còn nữa bài thơ gửi về, công gian tổ quốc lời thề, thắt dầm dây lớn hướng về cố hương. Dài đẹp dữ. Mẹ ơi, mẹ 10 năm sau nữa nghe mẹ. 10 năm sau nữa nghe mẹ hứa à. Còn chưa là nó già, chỉ chấm cho tôi đó. Con chúc mừng mẹ nha. Mười năm sau nếu mong muốn mẹ sẽ được một bài thơ gì nữa. Nha mẹ. Con xin phép mẹ nha. Con lên được. Cái này nè. Cảm ơn anh Nam Việt Nam nhiều lắm nha. Cũng có cái duyên mà bữa nay gặp Bạc Liên, giấy Bạc Liên. Cũng có duyên. Hai anh là chị đó. Phải nói là có duyên nha. Coi anh Sáu có về luôn không? Dạ. Hồi bữa trên lầu đó ba nó dẫn nó xuống chứ nhớ kia đâu hồi tưởng 10 năm đó.